Ui. Ui. Rất là thơm nhá. À, thơm đến phần quan trọng rồi đây. Bọn này kéo thức ăn mình, thằng kia kéo chết đuối rồi. Con này khá là đặc biệt, khá là quan trọng đấy. Để làm sao để nó thành được một anh chị đẩy em được chưa? Đẩy cho chơi là sướng mà mẹ ra còn. Em cũng chết đuối này. Ấy, tao đâu? Tao em vứt bố cái kia này con. Sao mày lại vứt vào mấy trăm nghìn của tao đấy? Chờ ăn, nó chạy chơi đến tận Hà Nội gì? Đi lấy về đây nhé. Có gì này? Thế sao anh đẩy em? Đẩy cho chơi là sướng. Em vác được con phao đấy à? Hả? Không biết. Đi lấy phao về đây. Không biết. Tao không cần biết. Thì em cũng không cần biết. Thế ở chỗ nào? Tiết dưới hả? Nó chui chuối nó tiết dưới kia rồi. Thôi tìm nữa lấy. Thế mắc, chắc nó mắc ở chỗ cống ở dưới rồi. Chuyện nào? Chắc không sao. Từ từ, đây. Mày này nhá. Ừ. Cho mày xem món siêu kinh điển. Ấy. Này. Cái này cắt từ gì nhỉ? Cái này à? Đây. Đây. Nào, mày kéo ra. Kéo làm mâm. Kéo nước ra. Đấy, rồi, ok. Rồi. Ok. Ê, đừng để nó dính. Ok. Rồi, nha. Tao quên mất là cái nào nhỉ? Cái đấy ở bên dưới mà. Nha. Đây. Không ăn nào nữa. Đúng quá. Đây, chuẩn bọc. Đấy. Làm sao đem nó ra. Đặt được con chim. Ủa, dính rồi. Không thể thoát được con chim này. Ai xa, anh thông minh rất đấy nhỉ. Nha. Bỏ. Rồi, mày bắt chảo dầu trầu lên đi. Ok. Tao hoàn thành con chim rồi đã. Tay nữa. Nó hơi nhì nhàng một tí. Phỏng chân ra. Có chưa một con này nhỉ? Thêm nó sồi. Cho đi rắn. Gì nữa? Thiếu sồi mọi người ạ? À, thiếu cơm nếp. Thế thì em ăn một con này no luôn. Có cả sôi cả đấy nhỉ? Ờ. Bắt một con này đi xong rồi đi ra đồ đi xuống. Mày lấy gói bột chiên xù đây. Chiên xù á? Ờ. Ok. Được có 6 con rồi, còn một con thừa. Chiên. Đâu cho ăn nó khác gia vị gì nhau không? Tại vì mình thấy ở người ta làm gà không có khác với kia. Đã luộc chín rồi nhỉ? Cho một bọc xôi rán làm gì, không biết là ngon hơn đâu. Bây giờ anh em mình sẽ thử xem thế nào. À, có bột ra đây. Lăn qua một lớp bột. Ờ. Ôi anh ra đàn ngoài em ra cho. Cho vào đấy. Đấy. Wow. Ngon chưa? Cá bọt hẳn đấy. Ôi xuôi, cái gì vào đây? Lẫn nhau dính. Để em lăn rồi nhé.
Đấy, nó mình xông củi lên. Nó chả xông củi. Đấy, trông chuyên nghiệp hấp dẫn hết đấy mọi người. Mặc dù không biết làm lần đầu tiên làm đấy. Tôi như hơi khô. Thấy tôi mọi của người ta dính lắm. Trông nó như một cái đùi gà. Ngon nhỉ? Ai xà. Hình như chưa cho anh ạ. Thôi đi. Ngon rồi. Cậu vẫn nuôi thử thế. Ý. Nó chỉ được 3 quả mùn thôi. Chỉ cần thế thôi. Nó đưa con không đây. Nó cầm được chết thử. Con này em cầm hả? Đấy, đưa đây. Còn nhiều vào. Còn ít nữa. Chắc thịt rồi. Ngon chưa? Cái gì ai? Cái đổi chắc chắn lắm. À. Trên này nó ngon hơn là mùi khoác. Cái này thì dao. Anh dưới đầu lên. Anh dưới đầu lên rồi phải câu gì đấy? Tôi chẳng nuôi đâu. Thôi, để em dưới đó. Nuôi một dưới đó. Tí nó lật cái đó. Giấy dưới là được. Rồi. Ngọt lắm ấy. Em chưa ăn bao giờ đâu. Chưa được ăn bao giờ. Đốt lá khủng kia vào đây. Được. Cái này nó nhanh. Nào. Không. Được, vừa được. Wow. Cái tóc thì nhiều luôn. Tưới dầu lên, tưới dầu lên. Mình dính rồi. Ui, chín rồi anh ơi. Con này của mày chắc chắn là được rồi này. Wow. Ui, quả này giống cái đùi gà không mọi người? Ngon chưa, ngon chưa. Giống đùi gà luôn. Ui, cho nó dám mỡ đó. Dám mỡ đó. Còn giống cái đùi gà luôn này. Cho nó dám mỡ luôn. Thế nào, dám mỡ đó. Ngấy lắm. Thế nó mới ngợi. Quả này có cái núm giống cái gà lắm. Rồi. Cục này không nhỏ, quả nhỏ. Ủa thế này hai anh em trong mỗi thằng một cục là no luôn. Ui chắc để dành cho người đi ra đồi chơi. Rồi. Ôi, cho tạm 3 quả để lên ăn đã. Tất cả sản phẩm của anh em mình đây. Mình sẽ cuối thử nhá. À, mời chị ăn cái nào. Cui thử cái gần nhất này. Trông như bánh. Ui, trộm 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 kìa. Lần đầu tiên mình làm không lối thoát này. Chắc giòn lắm ấy. Wow. Wow. Cảm giác nhìn trông rất là ngon đấy. Nhưng mà không biết mùi vị nó sẽ như thế nào nhé. Ui da. Wow. Đấy. Bữa ăn ra. Đấy. Nào, mày ăn đùi hay ăn gì? Em ăn đùi. Nào, cắt cho mình đùi luôn. Yes. Mới một miếng cháy nữa chứ. Hả? Mới một miếng ở ngoài ăn kèm. Đây. Đây. Cháy rất hấp dẫn. Mình ăn thử nha mọi người nha. Với tất cả mọi người nha. Ui, lần đầu tiên được ăn món chim cút không lối thoát. Chim không lối thoát. Chà. Mời tất cả mọi người nhá. Ngon lắm mọi người ạ. Ngon. Thơm. Anh nó. Dẻo mà. Đây. Em lô em ý không dám sang gần các bạn. Đây, sang đây. Anh cho mày ăn một miếng ướp luôn này. Đâu đây. Đấy. Đấy.
sợ ngại lên hình đấy. Đó, sang rồi này. Tí nữa để im đã. Sang rồi, sợ dám sang ăn. Ngon lắm. Hắn lừa lừa mới dám sang ăn đấy. Ngon lắm anh nhỉ. Anh ăn đủ trứng ớt cái đấy. Cũng ngon. Nhưng mà mình thấy là khác có bình thường rồi. Hai mình không biết làm. Thì anh em mình không biết làm đấy. Nhưng mà ngon mà. Đó thì mình cháy nào. À mình cũng miếng miếng là xôi. Ừ. Này xương không lâu. Khác cái xôi rán đâu. Nhưng mà nhìn thấy cái món gà không lối thoát của người ta thấy hấp dẫn. Hay là mình mai mình làm gà không lối thoát nhỉ? Ừ. Đấy. Đây. Thế thử con này thì sẽ biết ngay là nó khác biệt ở đâu nhá. Không ngon lắm. Cũng ngon đấy nhưng mà không bằng xào xả ớt mọi người ạ. Nếu mà cút xào xả ớt ngon hơn này, thật luôn. Thật luôn, nó ăn được sao? Cút nấu chả ngon nhất. Còn chưa. Không ngon nữa ví. Anh em mình hay đi xoay cút đồng ở những cái ruộng cỏ vo với những cái dề dề ruộng ấy. Trong tối băm cháo rất là ngon, hoặc xào xào ớt rất là ngon. Món không lối thoát này thì ăn cũng ngon, cũng ngọt. Nhưng mà mình cảm giác nó như nào nhỉ? Nó không ngon bằng hay là như nào nha, món kiểu khác này nha. Bắt về nha. Hả, à, luôn đấy. Băm cả xương, à. Băm tất ra. Xong bắt đầu rang thơm đi. Bắt đầu cho vào cháo ăn xuống cứ nhiên. Ngon cứ nhiên. Đây, con ngô ăn một tiếng. Tử tế nhá. Đây, ăn đi. Tối không về là bị thịt đấy. Đây, cả xương. Nào, mới cắt quả, mấy quả đu gà này ra. Để em khui à? Em khui chứ ngon hơn anh khui. Nào, khui đi. Ơi, quên. Mải quá, quên cả uống bia, uống nước. Cũng ngon đấy. Được đấy. Đấy. Đồ ăn xôi không đấy. Hôm nay Lô hơi buồn mọi người. Lô bị ô tô đâm. Wow. À, thôi nữa đây. Không thoát. Ui, nước nước. Nước đâu, ngấy toàn mỡ sao ấy. Mỡ nó lọt vào sao ấy. Đó, em kiểm nghiệm mà. Biết thế lúc nãy mình không hấp nữa mà mình cho thẳng vào mình cho thẳng vào mình chiên với xôi luôn. Hấp qua hình như là nó sẽ mất ngọt rồi. Lô nhỉ. Ngon không? Ngon không? Không thấy nói gì, chắc là ngon. Đây ông cụ nội, đây. Cụ ăn đi. Chắc là ngon. Ấy, ta thử con này nào. Thôi mày ăn một con thì tao làm một con tử tế đàng hoàng. Ngon luôn đấy. Con nào to nhất? Cái nào to nhất chơi các bạn? Cả con này mọi người ạ. Chơi quả này. À, quên. Ăn sôi ngon. Quên ngon uống coca. Dâu. Ây ủi bằng ấy. Dâu. Quá đã. Những buổi chiều ra đồng cực kỳ mát. Ui bằng thế. Đấy, nhìn mình khui một phát này. Ui. Đây, đồng ở đây. Đây. Wow. Ấy, đây là con nguyên lúc đầu, con đầu tiên mình làm đấy nhá. Con này chắc ngon. Nào. Làm cả con luôn. À, anh ơi. Em biết phương pháp rồi. Đánh ý con này nhá. Anh phải tưới dầu cho nó vàng. Cho ăn ngon hơn.
Mà ăn cái này không phải gan này ngon, ăn cái chua này cũng ngon mà. Mọi người biết phân biệt là chim cút nuôi với chim cút đồng không? Chim cút đây là chim cút đồi. Chim nói chung là như kiểu là chim hoang dã nó săn ấy, thì cái thịt nó rất là săn nhá. Đây, cắt một phát là biết ngay. Đấy. Đấy. Đấy, nó nạc đến gọi là kinh điển luôn. Mới là nó không to đại tướng như cái con kia nhỉ. Con chim cút nuôi nó to, nó kiểu nó như thế nào? Bốn từ kém, không biết tả. Đại khái là con chim cút nó ngon hơn. Món cháy này cũng ngon. Cả quán ăn cùng nhớ vậy. Mát. Mà hôm nay giờ lũ áp. Ở đây nước nó còn rút rồi đấy. Anh em mình mới ra được đấy. Hôm trước nó nước lên tận đây. Tràn qua đây luôn. Ngập luôn thế này. Hôm sau mùa lũ sau, không phải mùa lũ sau mà cũng chỉ dăm bữa nửa tháng nữa thôi. Nó là một lũ đợt lũ mạnh nữa, anh em mình sẽ cho mọi người ra đồi gọi là sinh tồn ở đấy luôn. Làm lều ở đấy. Làm lều luôn á? Ở luôn qua đêm ấy. Người ta kéo vó rồi rất là nhiều. Ở làng mình hầu hết là tất cả mọi người đều đi ra đấy bắt cá và kéo vó. Sẽ cho mọi người xem cái khoảnh khắc đấy. Quê tôi mùa nước lũ. Mặc dù là cao đấy, mùa nước lũ là lũ nó chỉ tràn qua 1-2 ngày thôi. Mà lo anh.